Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú nhập tịch luật sư Nguyễn Đại Hiếu Tuấn, và tối ngày hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2014. Phần đầu của chương trình thì mình có một số câu hỏi của quý vị, và Tuấn cũng nhắc nhở về cái vấn đề thủ tục xin con mồ côi bắt đầu được giải quyết rất là hạn chế với Bộ Ngoại giao ở bên Việt Nam. Rồi sau đó có một số câu hỏi của quý vị. Và bây giờ tới phần 2 thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình tối nay. Số điện thoại là 844-858-7000, đó là số toll free 844-858-7000. Và trước khi trả lời điện thoại cho quý vị thì bây giờ mình có cái visa bulletin của tháng 10 năm 2014, và xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 10 năm 2014. Xin thưa quý khán thính giả, sau đây là visa bulletin của tháng 10 2014. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ có ngày 22 tháng 5, 2007. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ ngày 1 tháng 2, 2013. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ ngày 1 tháng 11, 2007. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ có ngày 1 tháng 12, 2003. Và diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, đang giải quyết hồ sơ ngày 22 tháng 1, 2002. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 10, 2014. Thưa quý vị, mỗi tháng thì cái trung tâm visa thuộc về Bộ Ngoại giao cung cấp cái Visa Bulletin. Và thường thường người ta cung cấp cái Visa Bulletin khoảng tuần thứ nhì của mỗi đầu tháng. Rồi cái Visa Bulletin để cho quý vị biết là nếu mà tất cả những cái hồ sơ đã được hoàn tất hết rồi với cái trung tâm visa, thì cái thời điểm nào thì cái lãnh sự quán mới có quyền phỏng vấn cái hồ sơ đó. Hoặc là nếu mà quý vị, thân nhân quý vị đang ở trong nước Hoa Kỳ, thì khi cái thứ tự mà trong cái Visa Bulletin nó tới đó, thì lúc đó sớm nhất quý vị có thể nộp hồ sơ xin thẻ xanh hoặc là xin hợp thức hóa đây nếu mà đủ điều kiện. Đồng thời quý vị có thể theo dõi cái Visa Bulletin qua email với Tuấn. Cho nên nếu mà quý vị muốn nhận được cái Visa Bulletin hàng tháng đó, thì mỗi ngày 15 tây của mỗi tháng thì Tuấn gửi cái newsletter hoặc là cái bản tin. Thì trong cái bản tin nó có cái Visa Bulletin để cho quý vị theo dõi hàng tháng. Nếu mà quý vị muốn tham dự cái bản Visa Bulletin hoặc những cái bản tin đó, thì email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di.tru@luatsutuan.com. Đó là di.tru@luatsutuan.com. Và xin trở lại với đường dây điện thoại, số điện thoại toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Và vài cái nhắc nhở thôi, làm ơn khi gọi vào rồi nói chuyện trực tiếp với Tuấn qua đường dây điện thoại thôi, vặn nhỏ cái TV và cho Tuấn biết tên và tên gọi của quý vị và gọi từ thành phố nào. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp, xin mời dây kế tiếp lên tiếng điện. Dạ vâng, mời cô ạ. Xin chào luật sư Tuấn, tôi là Hương ở Arlington á. Mời cô Hương. Tôi muốn hỏi luật sư là bây giờ tôi muốn bảo lãnh cho mấy người em gái của tôi, và mấy người em gái của tôi đã có gia đình và có con. Thì trong cái quá trình bảo lãnh và tù anh chị em vậy á, mà nếu như mà sau này 1-2 năm thì nếu mà gia đình có điều kiện thì cho mấy cháu đi du học trước, thì có ảnh hưởng gì về cái vấn đề bảo lãnh đoàn tù không ạ? Dạ vâng. Thưa cô, ngoài cái trường hợp này, cô còn câu hỏi gì cho Tuấn nữa cô? Dạ, với lại là bây giờ tôi muốn làm thì luật sư cho tôi biết là cái dịch vụ nào làm được tốt cho tôi, cho dạ vâng, luật sư giới thiệu cho tôi. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Đầu tiên trả lời cho cô thì tôi không có recommend bất cứ cái dịch vụ gì đâu, tại cái đó là không phải là vai trò của tôi. Mấy cái đó thì cô phải tìm hiểu hoặc là liên lạc với những cái hội hoặc là những cái văn phòng gần cô. Thưa cô, trở lại cái câu hỏi chính mà cô đặt, cái câu hỏi khi người ta có cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em
Thì nếu mà trong cái thời gian đợi chờ cái thứ tự của các hồ sơ anh chị em, con cháu người ta muốn xin đi du học, thì nó có gì trở ngại hay không? Thì đây đó, thì Tuấn gặp cái câu hỏi này rất là thường xuyên. Và nhiều khi Tuấn gặp rất là nhiều cái sự hiểu lầm mà rất là thiệt hại cho người ta, especially đặc biệt là những người bên Việt Nam. Đó, cho Tuấn nói sơ qua về cái điều kiện đi du học hoặc là về cái visa gọi là ngoại định cư. Đó. Thì cái visa du học hoặc là du lịch ha, thì nó có cái đạo luật 214B. Thì cái đạo luật đó phải coi người ta hoặc là coi đơn sự hoặc là cái người nộp đơn để xin đi qua đi du học hoặc du lịch đã có ý định định cư. Đó. Và nếu mà đơn sự có thể trình bày tất cả cái lý do để cho cái lãnh sự quán tin là người này có đủ khả năng tài chính đi học, có ý định đi học, cái kinh tế người ta và gia đình người ta đủ để cho con cháu người ta đi học được. Đó. Thì cái đoạn luật 214B có thể được tránh, đó, hoặc là có thể được overcome. Đó. Nhưng mà riêng biệt có cái hồ sơ bảo lãnh, mà cháu lại không phải là người bảo lãnh nha. Cháu là người được ăn theo cái hồ sơ bảo lãnh. Ba mẹ cháu là cái người mà có cái hồ sơ bảo lãnh. Đó. Thì cái hồ sơ một cháu ăn theo ba mẹ cháu đã có hồ sơ bảo lãnh, có bị cản trở cái hồ sơ đi du học hay không? Thì cái câu trả lời của Tuấn cho cô Hương và cho tất cả quý vị, đa số là không. Lý do tại sao? Tại vì lý do là như thế này, 95% của cái hồ sơ du học hoặc là du lịch nó căn cứ vào cái khả năng kinh tế của người ta hoặc là cái khả năng kinh tế của gia đình của người ta nếu đây là một em xin đi du học. Sở di trú, Bộ Ngoại giao biết là một cái hồ sơ bảo lãnh định cư, hồ sơ giống như hồ sơ anh chị em, cái thời gian nếu người ta từ Việt Nam là khoảng 12 năm trở lên, rất là lâu. Đó. Và đồng thời nếu người ta ở bên Phi Lợt Tân hoặc là bên Mẹ Tây Cơ, cái thời gian đợi chờ hồ sơ anh chị em nó có thể lên từ 25 cho tới 40 năm lận. Đó. Cho nên trong cái trường hợp này đó, đa số nó không có cái sự ảnh hưởng gì hết. Tại vì đây là về cái vấn đề tương lai thôi. Mà hiện tại nếu mà gia đình người ta đầy đủ khả năng kinh tế và tài chính thì đa số cái lãnh sự quán không có đề cập. Nhưng mà ngược lại, nếu người ta nộp đơn xin đi du học, đi du lịch, người ta lại giấu cái vấn đề đó đi. Người ta không có kê khai thành thật. Đó. Thì cái lãnh sự quán sẽ từ chối. Từ chối không phải là cái lý do tại vì người ta có cái hồ sơ đi bảo lãnh, mà người ta sẽ từ chối tại vì người này không có cái sự tin tưởng được, không có thành thật được. Đó, cho nên cái đó là cái lo sợ. Và khi người ta giấu cái đó thì người ta bị từ chối đó, thì người ta đổi lại cái lỗ là tại vì có hồ sơ bảo lãnh. Đó, rồi khi người ta nghe tiếp cái dịch vụ hoặc là những cái người khác cố vấn nữa, rút bỏ cái hồ sơ bảo lãnh đó đi. Wow. Rút bỏ cái hồ sơ bảo lãnh, người ta không hiểu rằng cái từ chối không phải là tại vì hồ sơ bảo lãnh, cái từ chối là tại vì không có kê khai có hồ sơ bảo lãnh. Bây giờ người ta rút bỏ vẫn bị từ chối thôi. Cho nên khi mình nói những cái trường hợp này đó, để Tuấn nói lại là khi mình nói về đi du lịch, du học, 90%, 95% là cái vấn đề tài sản của gia đình của người ta. Bây giờ mình đặt thêm một cái trường hợp này nữa. Đó, tại vì cái này nó rất là quan trọng và Tuấn thấy rất là nhiều. Bây giờ mình không nói là cháu nó có cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em của ba mẹ đi hoặc là cô chú đi. Nhưng mà giả sử bây giờ cháu nó có cái hồ sơ của người yêu của cháu đi. Đó. Đó, giả sử bây giờ cháu nó có chồng. Đó. Cháu nó muốn đi du học. Mà chồng đã nộp hồ sơ rồi. Cho dù chồng chỉ có thẻ xanh thôi. Thì dĩ nhiên đây là cái hồ sơ thẻ xanh bảo lãnh cho vợ nó chỉ có 18 cho tới 30 tháng thôi. Thì dĩ nhiên nó có cái sự ảnh hưởng. Nhưng mà đây cô đặt một cái câu hỏi nó không phải giống như vậy. Đó, mà nó là cái hồ sơ anh chị em hoặc là hồ sơ của ông bà ngoại bảo lãnh cho cha mẹ cháu là có thể được ăn theo hay là không có thể ăn theo, mà cái thời gian nó trên mười mấy năm nếu mà Việt Nam. Thì nó là đặc biệt khác nữa. Nhưng mà tiện đây mình cũng nói cái này nữa. Là như thế này. Tại vì Tuấn gặp rất là nhiều. Và khi Tuấn gặp mấy cái này, đó, Tuấn nghĩ rằng là nếu người ta có cái sự cố vấn và hiểu biết từ đầu đó thì người ta tránh hết mấy cái này. Tuấn cho một cái thí dụ đi. Là
Giả sử nếu Việt Nam á, người ta chỉ có ý định đi du lịch thôi, không có ý định định cư, đó, thì người ta cứ nộp đơn xin du lịch qua bên này. Đây tôi nói cái tình trạng mà lớn tuổi muốn qua đây thăm con. Còn nếu người ta đã có cái ý định định cư rồi, đó, rồi ở bên này cố ý lo cho đi du lịch qua bên này rồi từ từ hợp thức hóa ở đây, thì nên tránh mấy cái đó. Và thêm nữa, cái này nữa là giả sử người ta đã có người yêu bên này rồi, mà cho dù người yêu của người ta chỉ có thẻ xanh thôi, đó, mà người ta lại nói là chỉ có đi qua đi du lịch thôi, mà trong cái thời gian này nếu người yêu người ta có thể đi về Việt Nam làm giấy thú bảo lãnh cho người ta thì nó rất là dễ dàng, cho dù cái thời gian nó lâu, nhưng mà nó tránh biết bao nhiêu cái sự hiểu lầm, hoặc là tránh biết bao nhiêu cái sự nghi ngờ của cái lãnh sự quán sau này. Cho nên trở lại cái vấn đề mà mình muốn nói, khi mình đã có ý định nào đồ đó thì cái visa tốt nhất thuộc về cái loại đó. Cho nên nếu mà đây đã có con bên này, cái ý định của mình chỉ là định cư thôi, thì để cho con bảo lãnh, cho dù chờ bên Việt Nam nó hơi lâu một tí, có thể thêm mấy tháng thôi. Hoặc là khi mình đã có người yêu bên này rồi và người yêu sẽ về kết hôn bảo lãnh thì nên chờ cái hồ sơ đó, tránh những cái hồ sơ đi du lịch. Tại sao? Tại vì khi mà đi du lịch rồi đó, nhiều khi ở bên kia phải vẽ ra cái vấn đề tài sản hoặc là hôn thú thì nó lại dính nguyên một cái vấn đề gì khác nữa. Rồi sau này phỏng vấn không đậu hoặc là đậu qua bên này thì nó lại nguyên một cái vấn đề mà phải giải quyết với cái lãnh sự quán hoặc là sở di trú bên này nữa. Cho nên càng giữ nó đơn giản, càng đi theo cái ý muốn của mình thì nó dễ dàng tính toán hơn. Cảm ơn cô. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp. Xin mời dây kế tiếp lên tiếng ạ. Chào cô. Tôi tên Nga ở Đen Tần. Dạ vâng. Tôi có hai cái thắc mắc. Em trai tôi có tên trong hồ sơ bảo lãnh. Dạ, tháng 8 năm nay thì có sang đây để du lịch. Ở đây một tháng, đến tháng 9 thì khi trở về Việt Nam. Nhưng mà khi xin được visa là cấp visa cho được một năm. Cho nên là tới tháng 7 năm sau thì visa mới hết hạn. Bây giờ thì muốn trở sang đây chơi khoảng 3-4 tháng thì xin hỏi luật sư là nó có bị ảnh hưởng tới hồ sơ được sang đây ở luôn á, có ảnh hưởng tới hồ sơ đó hay không? Cho Tuấn dạ, hỏi. Câu hỏi thứ hai. Dạ. Mời cô tiếp tục. Câu hỏi thứ hai là nếu mình muốn xa trở qua đây chơi nữa thì mình có phải xuống tổng lãnh sự quán ở Hoa Kỳ để xin phép không, hay là tự mình đi mua vé máy bay rồi sang? Thì chỉ có hai câu hỏi vậy thôi. Dạ vâng, và xin lỗi, cô tên là cô Nga phải không ạ? Dạ. Cô Nga, anh ta có hồ sơ bảo lãnh của ai, phải ai bảo lãnh cho anh ta? Dạ, ba bảo lãnh cho em trai. Dạ vâng, và em trai đã có gia đình chưa? Dạ, em trai có vợ và ba đứa con rồi. Và hồ sơ của cha làm bảo lãnh cho con là từ hồi nào vậy cô? Dạ, lãnh hồi năm 2008, tháng 3 năm 2008. Dạ vâng. Ok. Rồi, cái visa của anh ta là tháng 7 năm 2015 với hết hạn. Dạ. Dạ vâng. Khi anh ta đi phỏng vấn, anh ta có kê khai là anh ta có thân nhân và có hồ sơ bảo lãnh bên này không? Dạ có. Ok. Rất là cảm ơn cô. Và bây giờ Tuấn sẽ trả lời cho cô và cái câu hỏi của cô. Cái câu hỏi này nó lại liên quan cái vấn đề mà trước đây Tuấn mới nói chuyện. Ok. Du lịch mà lại có cái hồ sơ bảo lãnh có được đi hay không? Thì đây là một cái trường hợp, một cái thí dụ rất là được. Đây, cái hồ sơ này cha bảo lãnh cho con lập gia đình, cái đó thì là cái ưu tiên 3. Ưu tiên 3 thì người ta đang giải quyết hồ sơ của năm 2003, tháng 12 năm 2003. Mà đây có hồ sơ của ông ta nộp cho đứa con là tháng 3 năm 2008 thì nó ít nhất là khoảng 4-5 năm nữa trở lên. Đó. Trong cái thời gian này người ta đang chờ cái hồ sơ bảo lãnh, người ta lại được đi du lịch bên này. Đó. Thì cái câu hỏi đối với Tuấn đầu tiên là khi nộp đơn xin visa như vậy có kê khai thành thật hay không? Là ok, cái trong cái hồ sơ, trong cái DS-160 mà điền online là có nói rằng là có thân nhân ở bên này qua đây làm gì và thà đang có hồ sơ bảo lãnh hay không? Cái đó là cái quan trọng nhất. Tại sao? Tại vì như thế này,
khi mình có hồ sơ bảo lãnh như vậy, cái lãnh sự quán biết cái hồ sơ này còn lâu, ok, nhưng mà cái lãnh sự quán vẫn cho đi du lịch, tại vì cái lãnh sự quán có thể tin tưởng người này sẽ trở về Việt Nam, căn cứ vào công ăn việc làm của ta, căn cứ vào tài sản của ta và căn cứ vào vợ con người ta còn lại ở bên Việt Nam. Và đồng thời cái lãnh sự quán cũng biết nữa, qua bên đây ở lại luôn hợp thức hóa trong cái hồ sơ bảo lãnh của cha không có được. Đó. Cho nên khi mà cái lãnh sự quán giải quyết như vậy và người ta kê khai thành thật như vậy, thì cái chính trở lại lúc nãy mà Tuấn nói 90% nó căn cứ vào cái sự tài sản và gia đình người ta ở bên Việt Nam. Cho nên đây là cái trường hợp và một cái thí dụ mà quý vị thấy là rất là tin tưởng là người ta có những cái điều kiện ở Việt Nam và cái lãnh sự quán tin người ta sẽ trở Việt Nam thì nó cấp cái visa để đi du lịch. Đó, thì cái nhắc nhở của Tuấn cho cô Nga và cho anh ta ở bên Việt Nam là như thế này. Lưu lại tất cả cái chuyến đi từ nước Việt Nam cho tới nước Hoa Kỳ và thời gian ở đây bao lâu và lưu lại hết trong cuốn sổ và copy lại tất cả những cái mộc mà đóng trong đó và những cái visa trong đó. Cái đó là cái đầu tiên. Tại sao? Tại sau này khi tới cái hồ sơ của người cha bảo lãnh cho anh ta 4, 5 năm, 5, 6 năm thì gia đình hoặc là cái văn phòng đại diện cho anh ta và cho ba của cô phải điền cái mẫu đơn DS-260 là cái hồ sơ xin visa thị thực định cư, thì phải kê khai tất cả những cái chuyến đi và những cái thời gian xin visa với cái lãnh sự quán. Cho nên mỗi lần mà đã đi như vậy thì lưu nó lại hết để sau này cái văn phòng hoặc cái người giúp cho dễ làm việc cho. Tại vì trong cái DS-260 thì người ta hỏi rất là chi tiết về những cái hình thức đã cố gắng hoặc là đã có bao giờ xin qua Mỹ và được vào nước Mỹ từ thời điểm nào, kết quả như thế nào, ở đây bao lâu hay không, thì lưu lại để sau này dễ làm việc hơn. Cái đó là cái nhắc nhở đầu tiên. Cái thứ nhì nữa đó là có quyền đi. Nếu mà người ta đi đúng, giữ đúng theo cái thời hạn thì người ta có quyền vào đây đi du lịch cho dù người ta đang có cái hồ sơ bảo lãnh. Nhưng mà make sure kê khai thành thật. Cái thứ hai mà cô hỏi đó, nếu mà cái visa của anh ta tháng 7 năm 2015 hết hạn thì anh ta cái bước kế tiếp anh ta có thể book vé máy bay qua trực tiếp đây không? Có quyền, tại cái visa nếu mà nó còn hạn cho tới tháng 7 năm 2005 mà nó là cái visa multiple entry được vào đây nhiều lần thì nếu còn giá trị thì vẫn có quyền vào. Còn nếu mà sau này hết hạn đó thì cần gia hạn cái visa, thì đa số những cái visa gia hạn với cái lãnh sự quán bây giờ thì người ta không có phỏng vấn. Đó. Rất là cảm ơn cô thành cô Nga ở thành phố Denton. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Dạ, hello. Dạ. Em là Ân á, em ở thành phố Go Lành Minh. Dạ vâng. Em có câu hỏi, em mở hồ sơ bảo lãnh mẹ em vào tháng 3 năm 2013. Mà tới hôm nay là 21 hay tháng 8 vừa rồi á, thì trung tâm visa có gửi email cho em là nói là đã có cái ngày hẹn để phỏng vấn sắp xếp xong rồi, nhưng mà đợi chờ hoài mà không thấy cái giấy để có ngày phỏng vấn. Thường là bao lâu mới có hay là như thế nào, hoặc là em liên lạc như thế nào để biết, tại vì chờ hơn một tháng mấy rồi mà vẫn chưa thấy visa gửi giấy về để mời phỏng vấn. Ok. Có câu hỏi cho anh. Anh là tất cả cái thủ tục với trung tâm visa đã làm xong hết chưa? Đóng tiền, làm giấy tờ bảo trợ, tài chính, lý lịch tư pháp số 2 đã xong hết với trung tâm visa chưa? Ok. Sorry, mình có thể mình thắt lại cái điện thoại đó rồi. Nhưng mà tôi nghĩ cái lá thư mà cái trung tâm visa cung cấp cho anh đó là cái trung tâm visa chỉ nói là cái hồ sơ hoàn tất thôi. Đó. Nghĩa là đầy đủ hết tất cả giấy tờ hoàn tất thôi. Rồi cái trung tâm visa cho biết rằng sẽ đợi chờ để lên danh sách phỏng vấn. Tại vì khi cái trung tâm visa gửi cho cái danh sách phỏng vấn á, hoặc là cái tờ giấy hẹn phỏng vấn, nó sẽ có tên, có ngày và có giờ giấc như thế nào. Cho nên nếu mà Tuấn đoán không sai đó là cái trung tâm visa mới gửi cái lá thư đó khoảng một tháng mấy, thì trung bình cái average, cái trung bình cái thời gian từ ngày đó cho tới có thể được phỏng vấn á, thì nó khoảng từ 4 cho tới 6 tháng, cho nên phải chờ thêm thời gian anh. Rất là cảm ơn anh ở thành phố Garland và cho Tuấn xin mời đường dây cuối cùng, xin mời đường dây cuối cùng lên tiếng đi. Dạ, xin mời lên tiếng đi.
Dạ vâng, xin mời ạ. Dạ, xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Ông già tôi có cho tôi một số tài sản bên Việt Nam mà Việt Nam thì cần phải có là công dân Việt Nam thì anh mới giữ được tài sản đó. Dạ vâng. Thì nên có một thời gian thì bây giờ nhà nước Việt Nam lại cho giống như đăng ký giữ quốc tịch. Và sau khi tôi đăng ký giữ quốc tịch xong rồi, tôi cũng xin làm cái passport Việt Nam luôn. Bây giờ tôi sẽ không xài passport Việt Nam, sẽ đi vô đi ra sẽ dùng passport Mỹ. Nhưng tôi có sợ ảnh hưởng gì vấn đề di trú của tôi không ạ? Cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi anh? À, tên là Trai Đỗ, gọi ở Bình. Dạ vâng. Cảm ơn ông rất là nhiều. Tôi có thể dùng tên khác đúng anh? Dạ vâng, thôi cảm ơn ông rất là nhiều. Wow, mấy cái này nó khó để cho Tuấn trả lời. Tại vì mình đó thì mình chỉ có chuyên về cái mặt luật di trú và nhập tịch của nước Hoa Kỳ thôi. Dĩ nhiên khi mình trong cái mặt luật đó, nhiều khi mình run across, mình thấy nhiều cái tình trạng của nước khác nữa. Giả sử bên Mẹ Tây Cơ, hoặc là giả sử bên Nam Mỹ, hoặc là bên Phi Châu, đặc biệt bên Việt Nam, tại thân chủ mình nhiều cũng bên Việt Nam. Thì cái câu trả lời của tôi cho anh là như thế này. Ok. Thường thường khi tôi cố vấn cho thân chủ của tôi nói giữ tất cả cho nó đơn giản thôi. Tại vì khi nó càng đơn giản thì nó càng dễ tính toán hơn. Đó. Cái vấn đề thừa kế tài sản ở bên Việt Nam á, thì nên tham khảo với ai chuyên về cái mặt luật ở Việt Nam, cho dù nhiều khi cái người mà cần tham khảo phải về Việt Nam hoặc là cái luật sư đó ở bên Việt Nam. Tại vì cái đó nó không dính líu vào luật ở bên này. Đó. Còn khi mà anh bắt đầu, anh đã có quốc tịch Mỹ rồi, rồi anh bắt đầu anh sử dụng hộ chiếu Việt Nam hoặc là xin nhập quốc tịch Việt Nam, rất là cẩn thận. Đó. Tại vì cho dù nước Hoa Kỳ không có cấm, mình có nhiều quốc tịch khác, nhưng mà nó có những cái mặt luật khác nữa. Đó. Mặt luật khác giống như mặt luật thuế vụ. Đó. Tại vì nhớ, trên cái mặt luật thuế vụ nó đánh thuế về vấn đề thừa kế nữa. Đó. Cái thứ hai nữa đó, trở lại cái vấn đề di trú, là khi anh tiên thể để vào quốc tịch Hoa Kỳ, thì anh tiên thể cái lời trung thành với nước Hoa Kỳ. Đó. Và tại vì cái này, bây giờ tôi muốn có quốc tịch này, tại vì đứng cái này, tài sản này, bây giờ tôi muốn cái quốc tịch này, quốc tịch khác, cẩn thận. Đó. Tại vì cái vấn đề di trú cho dù nó không có cấm, nhưng mà có thể những cái hình thức khác nó lại đưa tới cái phiền cho mình nữa. Đó, cho nên mấy cái này đó thì thường thường cái cố vấn của Tuấn cho người ta tham khảo về cái mặt luật của cái nước đó đầu tiên. Đó. Đó, cho dù mình có cái hộ chiếu Việt Nam như vậy, cho dù mình có những như vậy mà mình vẫn mang cái quốc tịch Mỹ như vậy, có quyền thừa kế hay không? Tôi nghĩ cái câu trả lời khác. Đó. Cái thứ hai nữa đó, khi mình muốn cái này mình sử dụng cả hai, thì thường thường trên cái mặt luật nó sẽ có cái vấn đề sau này. Cảm ơn ông rất là nhiều. Và xin quý vị, tới đây hết thời giờ cho chương trình tối nay. Và chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai, từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV, 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Và tất cả những cái chương trình trước đây giống như chương trình này sẽ được đưa vào YouTube hết. Cho nên nếu quý vị muốn coi lại những chương trình trước đây thì vào YouTube và search luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn thì có đầy đủ hết tất cả chương trình cho quý vị. Xin rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tối nay. Và xin chúc quý vị một buổi tối và một tuần rất là vui, tươi và hạnh phúc. Và xin tạm hẹn quý vị vào mỗi chiều tối ngày thứ hai. Xin kính chào.